Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về được có vài cây Makita XDT15. Thì hàng này là hàng Mỹ về, chưa qua sử dụng. Thì nó là có móc treo hết nha anh em. Và XDT15 là nó là không chổi thang. Thì cái đời này là đời của XDT13. Nó cực kỳ là bền và cái motor nó lớn hơn XDT13. Và lực của nó là 170 Newton. Thì nó hàng này là hàng Mỹ về nha anh em, rất là đẹp, không chổi thang. Tốc độ của nó là từ 0 đến 2.500 vòng trên phút. Em này cực kỳ trâu bò. Thì cái thân máy này giá của nó là 1.600.000 và chưa bao gồm phí ship. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180, 1.600.000 một cái body. Thì những anh em mà quan tâm đến đóng pin nè, mua về đóng pin nè, thì mua về đóng pin cho khách cũng được, anh em thợ thầy. Rồi thì mình về được 5 cây XDT15. Rồi mình test cho anh em xem. Pin 3A bên Tùng bán là 900 ngàn nha anh em. Rồi mình test nha. Nó là hệ không chổi thang và từ Mỹ về, có chứng nhận UL. UL nha anh em. Đấy. Rồi một em thì em test hết cho anh em xem. Mình chỉ có 5 cây, anh em nào quan tâm thì liên hệ đợi lái về sử dụng. Nó chuyên về bán tôn, bán vít thật cao các kiểu ha. Hai em ạ. Ba em. Bốn em. Rồi, và em thứ năm. Vâng, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Một cái body rất là rẻ tiền và động cơ không chổi thang. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì cái thân máy giá của nó là 1.600.000, rất là rẻ nha anh em. Cảm ơn anh em.